Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kế bên con đường quốc lộ 1K và siêu thị Bixi, để review cho khách hàng một căn nhà một trệt một lầu có diện tích là ngang 5, dài 20 và hướng chính đông ngoảnh ra quốc lộ 1K. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Căn nhà này có con đường ở phía trước, đường thông 10m nhựa nhé. Có vỉa hè hai bên, mỗi bên khoảng 3m. Ở đây có hệ thống ống thoát nước đầy đủ. Ở đây một khu dân cư an ninh, yên tĩnh, thoáng mát. Ở đây mình tiện ở mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán tốt nhé. Con đường rất là an ninh yên tĩnh. Ở đây trẻ em chơi đùa thoải mái luôn. Ở đây là mặt tiền căn nhà này. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A, ban công vuông và cột vuông. Mặt tiền ở dưới chủ nhà ốp đá hết lên trên. Nhà này có con đường phía trước rộng và có vỉa hè rộng khoảng gần 4m. Cửa chính ngoài đây được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa sắt 4 cánh được chủ nhà hàn sơn đen rất là kiên cố. Phía trong mình đây có một lớp cửa cuốn đức. Lớp cửa cuốn đức này rất là an ninh nhá. Chủ nhà cũng có gắn thêm bình điện dự phòng. Trong đây mình có gara xe hơi. Gara chủ nhà để chiều dài khoảng hơn 5m và chiều ngang 5m, mình có thể để xe bán tải, xe 7 chỗ thoải mái nhé. Phía trên đây có hệ thống trần đúc ngay ở không gian phòng khách này. Di chuyển vào trong phòng khách, sàn được chủ nhà lót gạch bóng kín khổ 80 loại 1 nha. Hai bên hông chủ nhà ốp vách gỗ rất là đẹp. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led và quạt trần thoáng mát. Trần được chủ nhà giặt 3 cấp, được làm các đường gân, đường chỉ họa tiết hoa văn rất là đẹp luôn. Đây có bậc tam cấp và có các lam song ở đây. Vách bên đây chủ nhà cũng ốp gỗ khá đẹp nha. Đây có một chiếc đồng hồ rất là lớn. Bây giờ là 5 giờ kém 5 chiều nhé. Bây giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn cũng như phòng ngủ ở dưới này. Vách hai bên chủ nhà trang trí những bức tranh rất là đẹp ngay không gian khu bếp nấu ăn. Ở đây mình có khu bếp nấu ăn rất là rộng nha. Mình kê bộ bàn ghế ăn 4 ghế, 6 ghế, 8 ghế luôn, thoải mái. Bên đây mình có chỗ kê tủ lạnh hai cánh, rộng rãi thoải mái này. Tủ bếp được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới bằng chất liệu gỗ xoan đào. Bên đây có tủ rượu mini ở đây nha. Phía trên có hệ thống trần chỉ thạch cao cực đẹp này. Có quạt trần thoáng mát ngay không gian phòng ăn này nhé. Đây có bức tranh đồng quê cực đẹp luôn. Đặc biệt ở phía dưới mình đây có phòng ngủ phía cuối này. Nhà ngang 5 dài 20, chủ nhà để phòng ngủ dưới thoải mái nhé. Đây có cửa lùa hai cánh và có giếng trời ngay giữa không gian nhà này nhé. Mình có giếng trời lên đây lấy sáng và lấy gió tự nhiên ngay đây nha. Phòng ngủ chủ nhà thiết kế cực đẹp luôn, như là một phòng karaoke dưới nhé. Phòng này rộng khoảng 17-18m², được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét đầy đủ hết. Bây giờ mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Phía bên đây mình có phòng vệ sinh. Có phòng vệ sinh bên hông này nhé.
Phòng vệ sinh này rất là xịn sò này, chậu rửa mặt, gương soi, trong đây có nhà tắm riêng và nơi vệ sinh riêng này, được chủ nhà làm các vách ngăn bằng kính cường lực rất đẹp nha. Đây có phòng tắm riêng, được chủ nhà ngăn kính trong đây nha. Nội thất cơ bản rất là ok. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để nhìn không gian lầu trên nhé. Quý vị khách hàng đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh, ấn chuông lớn nhất để nhận những thông báo, những video mới nhất mình đưa lên để cho quý khách hàng mình tham khảo nhé. Ấn đăng ký kênh thoải mái. Đây là không gian tầng trệt này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, dài 20, kế bên con đường quốc lộ 1K, cách siêu thị Bixi khoảng 1 km, cách cầu vượt Linh Xuân Thủ Đức khoảng 2 km, cách bến xe miền Đông mới quận 9 và làng đại học khoảng 3 km thôi nhé. Cầu thang được chủ nhà làm đá hoa cương và tay vịn gỗ căm xe cũng như kính cường lực rất là đẹp nha. Lên tới lầu trên rồi, đây có bức tranh ngay giữa không gian cầu thang này nhé. Đây có phòng ngủ thứ hai này, có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn nhé. Phòng ngủ chủ nhà ốp gạch và giấy dán tường rất là đẹp luôn. Có phòng vệ sinh riêng trong phòng này. Nhà này gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ riêng. Có gara đậu xe hơi cực rộng luôn. Có giếng trời ở giữa đây nha. Giếng trời nằm kế phòng ngủ này. Chủ nhà thiết kế không gian khá là đẹp luôn. Đây có phòng vệ sinh riêng trong phòng. Nội thất cơ bản rất là ok nhé. Chậu rửa mặt, vòi tắm đứng. Quý khách hàng có nhu cầu đi xem thì vui lòng liên hệ với số điện thoại của em trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp ngay cổng siêu thị Bixi, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà giao bán với giá là 3 tỷ 890 triệu đồng và còn được bớt cho quý vị khách hàng mình khi mua nhà nhé, gần 3 tỷ 9 cho căn nhà 100m2 một trệt một lầu cực đẹp. Có con đường phía trước rộng khoảng 10 mét thông. Ở đây là sân phơi, mình kê máy giặt ở đây này. Ở đây có sân phơi kê máy giặt cực rộng ở đây nhé. Khoảng gần 20 mét vuông. Có phòng vệ sinh phía cuối căn nhà này. Nhà này 3 phòng vệ sinh nhé. Hai giếng trời thông thoáng. Bây giờ mình di chuyển sang phòng ngủ thứ ba cũng như phòng thờ nhé. Quý vị khách hàng đang xem, nếu chưa ấn đăng ký kênh, vui lòng ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mình quay lên những căn nhà ở Bình Dương cũng như Sài Gòn để cho quý vị mình cùng xem, tham khảo, có thể xem để dựa theo các cái mẫu này để xây. Và khách hàng nào có nhu cầu đi mua nhà, xem căn nhà này thì liên hệ với số điện thoại của mình trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở cổng siêu thị Bixi, em sẽ dẫn đi xem căn nhà này nhé. Nhà ngang 5, dài 20, ở trục đường quốc lộ 1K và siêu thị Bixi cũng như cầu vượt Linh Xuân. Em đang có 6-7 căn, diện tích ngang 5, dài 20, giá từ 3 tỷ 250 cho đến 3 tỷ 9 như căn nhà này nhé. Em còn 2-3 căn nữa, giá 3 tỷ 6, 3 tỷ rưỡi. Đây là phòng thờ phía trước này. Phòng thờ rộng rãi nhé. Có sân thượng phía trước này.
sân thượng thoáng mát nhé. Mình có thể ra đây ngồi ngắm cảnh, uống cà phê hoặc trồng cây giống như nhà bên này nhé. Có con đường phía trước, đường nhựa rộng khoảng 10 mét thông. Khu này rất là an ninh, yên tĩnh, thoáng mát nhé. Mát hơn Sài Gòn khoảng 2 đến 3 độ luôn. Rồi, cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.